Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chơi Hay, một chuyên kênh về công nghệ với nhiều nội dung hấp dẫn như là đánh giá chuyên sâu, tin tức và nhiều series thú vị khác liên quan tới công nghệ. Và ngày hôm nay thì sẽ là một thông tin theo mình, sẽ là một tin tức mà rất nhiều quan tâm. Đó là chúng ta sẽ có những chiếc iPhone dành cho phân khúc tầm trung giá rẻ. Tất nhiên không phải là chiếc iPhone X Max này giảm giá đâu, mà là iPhone mới giá rẻ luôn. Và thêm một thông tin nữa đó là những chiếc iPhone này có thể sẽ có mác là Made in Việt Nam. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết hơn, xin mời bạn cùng theo dõi video. Đầu tiên là thông tin về mẫu iPhone cho phân khúc giá rẻ. Đây là một thông tin không mới, thực tế nó đã có từ tuần trước, nhưng mình vẫn sẽ nhắc lại vì nó cũng có thể liên quan tới phần sau của video này nữa. Vậy thì chính xác nó như thế nào? Thì như bạn đã biết thì Apple từ trước đến nay luôn rõ ràng một điều ở iPhone, đó là chúng là những sản phẩm cao cấp. Ngay cả trước đó, chúng ta có iPhone 5C, iPhone SE hay mới đây là iPhone XR, chúng đều là những biến thể so với những iPhone chính. Mặc dù giá có thấp hơn nhưng nó cũng không hề rẻ, đặc biệt khi về Việt Nam thì giá bị độ lên rất là nhiều. Ví dụ như là iPhone XR, hàng lướt bây giờ vẫn tầm 13-14 triệu đồng, thì đây là mức giá dành cho phân khúc cao cấp mất rồi. Tuy nhiên, ngay bên dưới đây là những thông tin đầu tiên về iPhone dành cho phân khúc tầm trung, mình sẽ nhắc lại để các bạn nắm được như sau. Theo như dự đoán thì 3 mẫu model iPhone sẽ có kích thước màn hình lần lượt là 5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch và sẽ được phát hành vào năm 2020 tới đây thay vì tháng 9 này. Những mẫu iPhone năm 2020 này thì vẫn sẽ duy trì cụm tai thỏ nhưng với kích thước nhỏ hơn. Đây vẫn là nơi chứa cụm camera True Depth ở trên máy. Ngoài ra mới đây xuất hiện thêm một tin đồn, đó là Apple đang bí mật phát triển một phiên bản iPhone riêng trang bị cảm biến Touch ID thay thế cho Face ID tại thị trường Trung Quốc. Về phía camera sau, thế iPhone mới ra mắt vào năm sau sẽ được cho là trang bị cảm biến 3D trên camera sau. Tuy nhiên, nhiều khả năng tính năng này nó sẽ chỉ dành riêng cho mẫu iPhone có màn hình kích thước lớn nhất. Còn lại đối với phiên bản iPhone giá rẻ thì chắc chắn Apple sẽ phải lược bỏ đi khá nhiều tính năng cao cấp trên máy này. Máy được cho là có viền mỏng như là iPhone X, nhưng kích thước màn hình thì lại tương đương iPhone 8. Đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa rõ việc màn hình của iPhone mới sẽ là màn hình OLED hay là LCD, bởi vì trước đây chúng ta có một thông tin, đó là Apple đang có kế hoạch là chuyển toàn bộ màn hình trên iPhone sang dùng màn hình OLED thay vì LCD truyền thống. Tiếp theo sau đây là những thông tin về việc iPhone Made in Việt Nam. Thì những nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau ở Thượng Hải trong cuối tuần này để tìm ra cách giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, với một số công ty thì việc hoạt động tại nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không còn tốt đẹp được như trước đây. Smartphone, máy chơi game và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác có thể sẽ góp mặt trong danh sách tăng thuế tiếp theo của ông Trump. Những công ty sản xuất đang chịu áp lực tìm kiếm một địa điểm mới với chi phí thấp để sản xuất và hoàn thiện sản phẩm của mình. Và Apple đã tìm đến Việt Nam và Ấn Độ để đa dạng hóa chuỗi cung ứng này. Ngoài Apple ra thì Nintendo cũng đang chuyển dây chuyền sản xuất máy chơi game từ Trung Quốc về Ấn Độ. Vào tháng 1 năm 2019, Foxconn, đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất cho biết họ đã mua quyền sử dụng đất tại Việt Nam và bơm 200 triệu USD vào một chi nhánh tại Ấn Độ. Nhiều đối tác khác của Apple tại Đài Loan, Trung Quốc đều đã đánh tiếng về việc chuyển hướng sang hoạt động tại Việt Nam. Dù vậy, quốc gia với dân số là 100 triệu người này sẽ không thể nào thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng lớn nhất thế giới chỉ sau một đêm. Quyền sử dụng đất ở đây thì rất là đắt đỏ và những nhà máy hay là kho thì không dồi dào. Quá trình tuyển dụng đủ nhân công và quản lý cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tổng kết lại thì đây vẫn là một thông tin, một tín hiệu rất tuyệt vời khi mà Việt Nam sẽ được lựa chọn là một trong những điểm sản xuất lắp ráp chính thức của Apple. Chúng ta sẽ có cơ hội để mua được những sản phẩm của Apple mà không phải chịu mức thuế quá cao, giá tốt nay còn tốt hơn với thế hệ iPhone mới dành cho phân khúc tầm trung, ai cũng có thể mua được. Còn các bạn thì sao? Các bạn có ý kiến gì về thông tin này? Và với sự xuất hiện của mẫu iPhone mới giá rẻ dành cho phân khúc tầm trung thì các bạn có lựa chọn nó hay không? Hay các bạn vẫn dành quyền ưu tiên của mình cho những sản phẩm đến từ Xiaomi hay là Samsung? Thì hãy để lại ý kiến của bạn ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!